Đường Lý Thánh Tông dài khoảng 4 km, có điểm đầu quốc lộ 5, Châu Quỳ, đoạn ga Phú Thụy và điểm cuối là đê Đông Dư. Tuyến đường được đầu tư gần 200 tỷ đồng, mặt đường rộng 40 m trải thảm, mỗi bên 3 làn xe hỗn hợp. Giải phân cách giữa rộng 3 m được trồng 3 tầng cây xanh. Đây là tuyến đường huyết mạch giúp kết nối quận Long Biên, các xã Đông Dư, Dương Xá và tỉnh Hưng Yên, quốc lộ 5, chạy qua nhiều khu đô thị mới thuộc huyện Gia Lâm. Đoạn cuối đường giao với quốc lộ 5 và tuyến đường sắt Bắc Nam. Trong tương lai, nút giao này được mở rộng thành ngã tư trọng điểm của huyện Gia Lâm. Việc đưa vào khai thác tuyến đường này góp phần khớp nối đồng bộ hệ thống giao thông khu vực xã Kiêu Kỵ, Dương Xá với khu vực trung tâm thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, qua đó giảm tải, hạn chế ùn tắc cho quốc lộ 5. Một tuyến đường khác dài khoảng 800 m, mỗi bên được thiết kế 3 làn xe, chạy song song với đường Lý Thánh Tông, có vỉa hè rộng 6 m, giải phân cách rộng 7 m nối khu trung tâm đô thị mới huyện Gia Lâm với ga Phú Thị. Quốc lộ 5 cũng đang được hoàn thiện trên 90%. Công trình có tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng bằng nguồn vốn nhà nước. Đây là tuyến kết nối khép kín các khu đô thị mới của huyện Gia Lâm hiện tại và trong tương lai. Tuy nhiên, đến nay hai bên đường chưa có dự án nào được triển khai, xây dựng. Điểm cuối dự án giao với ga Phú Thụy, cạnh quốc lộ 5 đang được thi công. Việc hoàn thiện hai tuyến đường sẽ giúp cải thiện hạ tầng giao thông huyện Gia Lâm, tiến tới thành lập quận vào năm 2025.